chương 5. Ở đây địa thế không tốt lắm. Một bên là sườn núi đầy cổ thụ cao ngút trời, một bên lại là vực sâu xanh thẳm. Viễn nhìn quanh, xa xa có tảng đá thật to, bên dưới tảng đá lại khuyết vào như chiếc động nhỏ. Nơi đó có vẻ mát và sạch sẽ, bèn chỉ cho các bạn vào đùa. Ta đến đó đi, nơi đó đúng là một nhà hàng sang trọng đấy. Mọi người băng qua mấy tảng đá to mới đến được phần đất phẳng, có thể tạm làm chỗ nghỉ chân. Tảng đá nhô mình ra như một chiếc lọng che nắng. Một thân cây khô đổ ngang làm thành chiếc cầu thiên tạo bên dưới thật mát, thật khô ráo. Dưới nền phủ đầy những chiếc lá khô vàng úa. Vằn ném chiếc sắt trên lưng xuống và thở dài khoan khoái bảo: "Đây đúng là nhà hàng Viên Sơn mà." Viễn nói: "Nếu chúng ta không mang liều theo, ở trên núi mà được một nơi thế này là nhất rồi." Khâm đứng trước cửa động, đưa mắt nhìn thung lũng trải dài trước mắt và dãy núi xa xa. Thiên nhiên như một tấm thảm xanh trải dài đậm nhạt chất ngất, đến độ muốn ngộp thở. Giữa khoảng không gian xanh đó, thỉnh thoảng điểm thêm màu lá đỏ, màu vàng và màu xám xám của núi đá và màu trắng của thác nước cao. Ngước nhìn lên, đám mây trắng lưng chừng núi nổi bật hẳn trên bầu trời xanh thẳm, vướng vít cành lá. Bất chợt Khâm thở mạnh, khẽ ngâm câu thơ của Tần Quán: "Núi giữ chân mây, cỏ vướng trời." Có người bước tới đứng cạnh, Khâm nghĩ ngay là Văn, không cần quay đầu lại, Khâm nói khẽ: "Em không nghĩ màu xanh lại lắm thế này. Em cũng không nghĩ trong núi lại lắm màu đếm không hết thế." Mắt vẫn say sưa ngắm thung lũng, Khâm nhẹ cười và thì thầm: "Màu xanh đẹp quá, cả một quả núi giống như chiếc thuyền xanh." Khâm cảm thấy người đứng bên cạnh mình bàng hoàng, rồi một giọng nói nặng nề vang lên: "Tại sao với bất cứ một vật gì cô cũng đem ra so sánh với chiếc thuyền thế?" Khâm giật mình quay đầu sang, thì ra người đứng cạnh không phải Văn mà là Viễn. Hắn đứng trên mô đất cao, đầu tựa vào nhành lá của thân cây mọc nghiêng. Đôi mắt ngời sáng với tia nhìn thăm dò, vừa như vô tình, vừa như cố ý quét cả toàn thân. Khâm khó chịu nhạt nhẽo: "Không hẳn thế, nhưng dù sao chiếc thuyền trong trí tôi lúc nào cũng đẹp." "Có thật như vậy không? Vì một vật di động được, còn một vật bất di động mà." Nhìn núi đồi nhấp nhô, Viễn không thể nào hình dung quả núi giống như một chiếc thuyền được. "Đúng thế, mỗi khi tôi nghĩ đến một vật gì, tôi thường dựa vào trực giác để ví von hơn là sử dụng lý trí. Tôi nghĩ rằng quả núi là một chiếc thuyền vì nó chứa đựng chúng ta. Lúc nào tôi cũng có cảm giác như mình đang đi trên thuyền. Một cảm giác thật mơ hồ khó giải thích." "Điều đó chứng tỏ rằng cô chẳng có tin tưởng gì về tương lai cả." Viễn nói xong, lấy hai miếng bánh mì sandwich trong tay chia bớt cho Khâm một miếng, còn miếng kia bỏ vô miệng nhai ngồm ngoạc. Khâm không hiểu hỏi lại: "Tin tưởng? Anh nói thế là sao?" "Trong tiềm thức của cô đang có một cảm giác bất ổn manh nha. Đối với tương lai cô lo lắng bàng hoàng. Nói khác đi, cô như kẻ hành trình mà không biết mục tiêu." Khâm cho mày nghĩ ngợi, nàng xé bánh ra từng miếng nhỏ bỏ vô miệng, đôi mắt long lanh: "Thế à, anh nghĩ như vậy à? Tôi không biết, tôi cũng không hề nghĩ đến điều đó. Nhưng tôi có cảm tưởng anh đã nghĩ sai. Anh đã lầm. Tôi rất tin tưởng ở tương lai. Không phải chỉ tin tưởng thôi, mà tôi còn mơ mộng, hy vọng và sung sướng khi nghĩ đến." Viễn nhìn Khâm gật gù cười khuyến khích: "Tốt lắm, tôi chỉ mong như thế." Quay người lại, Viễn bước về phía động đá, rồi chợt quay lại nói thêm một câu:
Tôi nghĩ sao nói vậy, cô đừng để ý nhé. Có gì đâu. Khâm đáp, hai hàm răng cắn chặt miếng bánh, mắt đăm đăm nhìn vùng cây lá đỏ bên mỏm núi. Tư tưởng như ngưng động, đầu óc mênh mang trống trải. Khâm không hiểu mình đang làm gì. Mãi đến lúc Văn thúc nhẹ vào lưng, Khâm mới chợt tỉnh. Văn cười nói, nghĩ gì thế? Không. Khâm đáp lơ đãng. Nàng quay lưng lại mới nhìn thấy nơi động đá thật nhộn. Hồ Như Vi mở cái miệng thùng thiết bể của hắn ra hét bảng Tô Tam khởi giải. Viễn đứng khom người nơi vách đá lùi cùi khui hợp thịt. Gia Linh nhìn cử chỉ của Vi cười ngả ngớn. Ba gã thổ dân đang ăn uống ngồm ngàm. Tường Vi ngồi trên nhánh cây khô, chậm rãi ăn bánh một cách thích thú. Khâm vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước mặt, bước đến cạnh Tường Vi. Tường Vi hỏi, chị đứng nhìn gì đấy? Khâm nói, ngắm cảnh cái gì tôi cũng thấy đẹp hết. Tường Vi đứng dậy, thế à, vậy tôi cũng nên đi xem. Tường Vi bước tới cửa động ngó quanh. Núi trải thảm xanh chập chùng, cây với lá rung rinh trong gió, hàng hàng lớp lớp như những cơn sóng nhấp nhô. Văn đứng tựa vào thân cây nhìn cái thác bạc. Nước da Văn thật trắng nổi trong nắng, trông thật siêu thoát. Bên dưới chân Văn là một đám hoa dại màu xanh. Tường Vi bước tới, cúi xuống ngắt vài cánh hoa. Vừa đứng lên đã nghe tiếng Văn hỏi, em thử đoán xem, bây giờ anh đang nghĩ gì đây? Anh muốn hôn em đấy. Tường Vi hoảng hốt, anh nói gì? Văn giật mình quay lại, chàng đỏ mặt, ngỡ ngàng một lúc. Văn lắp bắp, xin lỗi, tôi tưởng Khâm. Tường Vi nhìn Văn, sự ngượng nghịu của Văn khiến nàng đỏ mặt lây, muốn tìm một hai câu gì đó để khỏa lấp, nhưng không ra lời. Cả hai ngượng nghịu trong yên lặng, mãi đến khi Gia Linh bước tới ngạc nhiên. Hai người làm cái gì lạ thế? Tường Vi mới chợt tỉnh, khuôn mặt đỏ hồng, quay lưng lại bước về phía sơn động như chạy trốn. Khâm ngạc nhiên, cái gì thế? Tường Vi nói nhỏ, còn nói nữa, cũng tại vị hôn phu của chị chứ còn ai nữa. Khâm chau mày, đưa mắt nhìn về phía Văn. Gương mặt bối rối của chàng khiến nàng hoài nghi. Rồi nàng lại nhìn Tường Vi. Ở đây đông người đâu thể hỏi nhỏ được. Tường Vi cũng không nói thêm điều gì nữa, lẳng lặng trét bơ lên bánh mì. Màu hồng trên má vẫn chưa phai. Viễn đứng giữa đám đông kêu gọi, các bạn chú ý này, hãy chuẩn bị đồ đạc lên vai, chúng ta tiếp tục lên đường để kịp đến núi Kha Bảo trước tối. Cắm trại ăn cơm tối xong là chúng ta có thể đi săn ngay. Gia Linh thắc mắc, săn ban đêm à? Viễn mang sắc lên vai đáp, ban đêm thú vật mới xuất hiện nhiều. Nói thế chứ mấy cô khỏi đi, cứ ở trong lều, đợi khi săn được thú tôi sẽ gọi cho biết. Gia Linh hất hàm, sao vậy? Tôi muốn đi săn, đừng tưởng đàn bà con gái là không biết săn hay sao. Viễn cười ngạo, được rồi, tùy ý cô. Mọi người sắp xếp đồ đạc xong lại tiếp tục lên đường. Đoàn người rời khỏi động núi rộng rãi tiện lợi, bước vào những con đường đầy cỏ dại gai góc. Viễn cùng ba gã thổ dân dẫn đầu, đi kế là Gia Linh và Khâm. Đoàn người đi hàng dọc uống khúc. Đến trước sạn đạo, Viễn dừng lại. Sạn đạo dài thường thượt và nguy hiểm. Những khúc cây nhỏ mong manh khiến mọi người nghĩ không thể chịu đựng nổi sức nặng của một người. Trên sạn đạo có dại quấn đầy, làm thành tấm thảm nhung xanh biếc. Từ những kẽ hở nhìn xuống, người ta chỉ thấy một màu đen xì bên dưới, chứng tỏ vực sâu không lường được. Viễn quay đầu lại nói lớn, từng người một bước qua, tránh đừng để hai người bước chung một thanh gỗ nhé, bằng không coi chừng nó gãy đấy. Bước thật chậm, thật vững, đừng nắm lấy cỏ trên vách, vì nó không chắc đâu. Ta chỉ nên tin tưởng ở chính ta mà thôi.
Nói xong, Viễn xung phong đi đầu. Những thanh gỗ dưới chân chàng như rên xiếp, như sẵn sàng hất chàng xuống. Người thổ dân bước theo, và kế đến là Gia Linh và Khâm. Tường Vi lẩm bẩm: đi những con đường thế này sớm chết yểu. Có cần tôi dìu không? Văn quay đầu lại hỏi. Chàng cố tìm cơ hội chuộc lại lỗi lầm vô tình mắc phải ban nãy. Không cần, anh cứ lo anh đi. Một người có rớt cũng không sao, chứ để hai người cùng rơi xuống hố thì nguy lắm. Dầu sao đời tôi mà có gì đi nữa cũng không đáng kể. Tại sao lại không đáng kể? Văn hỏi. Đừng coi thường đời sống như vậy, vì mỗi một cuộc đời đều có một số mệnh an bài. Tường Vi khẽ nói. Thế à, chỉ sợ thần linh quá bận rộn nên không thể an bài cuộc đời cho từng cá nhân. Vì vậy, dù có thần linh cũng có vô số cuộc đời bị bỏ rơi lạc lõng như thường. Kể ra thì cũng có lý lắm. Gương mặt xanh xao gầy yếu kia, một người con gái sống nhờ vả vào anh và chị dâu, mà bà chị dâu lại quá cay nghiệt. Một cuộc đời bị bỏ rơi, thần linh quả thật không rảnh rỗi an bài đời sống con người. Văn thở dài, lòng nghe đau xót. Tường Vi ngẩng đầu lên, khẽ liếc sang Văn. Văn thở dài. Tại sao? Vì ai? Vì ta ư? Lắc đầu, Tường Vi cười thầm mình. Bước qua khỏi sạn đạo, đường trước mặt bằng phẳng hơn. Trên mặt đường lót đều những khúc gỗ lớn. Trong núi hoang vu mà lại có những kiến tạo văn minh thế này, thật là điều không ngờ. Viễn nói. Nơi đây cũng đẹp như đường Bắc Trung Sơn chứ. Những khúc gỗ này được dùng để ngăn chặn cơn đất lở. Người trên núi họ gọi là Mộc Mã Đạo đấy. Gia Linh có vẻ phấn khởi, nàng hát bản Phong Linh Thảo, một bản nhạc nổi tiếng trong tuyển tập 101 bản nhạc lừng danh. Cây cỏ núi đồi theo cơn gió thổi nhấp nhô, tiếng hát của Gia Linh làm sóng hẳn cảnh vật. Những đám hoa dại uốn cong cả thân hình chào đón. Gia Linh càng thích thú hát to. Bên lề đường, một cây hồng điệp xum xê lá đỏ, những chiếc lá nhuộm tươi dưới cơn nắng cháy của mặt trời. Khâm thích chí hét to. Ồ, hồng điệp, mấy chiếc lá đỏ dễ thương như người say rượu. Viễn nói. Tôi đã bảo cô là lá đỏ trên này nhiều lắm mà. Sao, cô cần lấy thêm không? Khâm lắc đầu, vẫn bước đều. Không cần, tôi có một nhánh đủ rồi. Cành của tôi quý giá hơn tất cả những cành khác. Tôi không ngờ ở Đài Loan vẫn có những loại cây phong. Lúc xưa tôi vẫn tưởng... Đây không phải là loại cây phong, mà là cây điệt. Loại điệt khác với phong ở chỗ một loại là song tử diệp, còn một loại là đơn tử diệp. Ở Đài Loan phong ít lắm, trong khi diệp rất nhiều. Loại phong lúc thấm sương nhiều mới bắt đầu đỏ, nhưng Đài Loan đâu có sương mù nhiều đâu. Đài Loan ít có sương mù, nên dù có cây phong đi nữa, lá cũng khó đổi màu được. Khâm nhìn Viễn ngờ ngợ. Thế mà tôi cứ tưởng anh học ban kỹ thuật chứ. Viễn gật đầu. Vâng, thì tôi đang học về kỹ thuật chứ sao. Khâm càng ngạc nhiên. Thế thì tại sao anh biết mấy điều đó? Hình như anh biết rõ cả thực vật, động vật, văn học, nghệ thuật và cả tâm lý con người nữa. Viễn phì cười, gương mặt sậm nắng ửng hồng, đôi mắt chàng hướng về thung lũng. Sự thật thì tôi không biết gì cả. Có điều là tôi hay để ý mọi sự, và khi gặp trường hợp thích hợp thì nói ra để mọi người khác tưởng là tôi hay, tôi giỏi. Tóm lại là tôi chỉ là một người diễn trò khéo. Không, không phải thế. Tôi biết anh không thích khoe khoang mà cố tình giấu giếm. Giấu giếm cái gì chứ? Ngưng một lúc, Khâm nói. Giấu giếm con người thật của anh. Anh tự tạo một màn khói để che đậy con người thật của mình. Thế à?
Viễn nhún vai. Đột nhiên chàng bàng hoàng, nụ cười ngượng ngập trên môi. Chàng tiếp: Tôi không hiểu cô muốn nói gì cả. Khâm vẫn cố chấp: Tôi biết anh biết, nhưng anh vẫn cố tình lấp liếm vì không muốn để người khác chen vào lãnh vực riêng của mình. Viễn có vẻ bực bội: Lãnh vực riêng tư của tôi chỗ nào chứ? Khâm lắc đầu với nét mặt đăm đăm khó hiểu. Nàng nói tiếp: Tôi cũng không biết, vì anh là con người khó hiểu. Viễn nói nửa đùa nửa thật: Thế thì đừng bận tâm tìm hiểu chi, vì mỗi người có một bí ẩn riêng, chính cô cũng có. Nếu người ta có gì bí ẩn thì giải pháp duy nhất của người thông minh là đừng làm thầy đời để phân tích, mất thời giờ vô ích. Khâm đỏ mặt lẩm bẩm: Xin lỗi anh. Không có gì. Thái độ tư tưởng của Viễn thật khoan dung, khiến Khâm có cảm tưởng như chính mình vừa phạm một lỗi rất nặng. Viễn kéo áo khoác lên cao, bước nhanh bỏ mặc Khâm đi sau. Nhìn theo dáng dấp cao lớn của Viễn trong những bước chân nhanh nhẹn, Khâm cảm thấy Viễn như là đứa con của rừng núi hơn là của đời sống văn minh. Qua khỏi Mộc Mã Đạo, con đường lại bắt đầu dốc và khó đi hơn nữa. Gia Linh vẫn tiếp tục hát, Viễn đi cạnh, lâu lâu lại kéo nàng đi nhanh hơn, cười nói vui vẻ. Gia Linh bám sát Viễn, nằng nặc đòi học bản nhạc của thổ dân hát ban nãy. Viễn dậy, và chỉ một lúc sau là Gia Linh đã có thể trổ giọng lào lào, khiến mọi người phải kinh ngạc. Mỗi lần qua một con dốc, Gia Linh lại ngưng bặt để Viễn đỡ xuống. Sự khăng khít của họ khiến Tường Vi phải nói bên tai Khâm: Họ giống như một đôi vợ chồng trẻ. Anh chàng Hồ Như Vi dám bị thất tình như chơi. Khâm thờ ơ: Nhưng hình như Viễn không thích Gia Linh lắm. Tường Vi hỏi: Làm sao bộ biết? Gia Linh càng lớn càng đẹp, ít có người đàn ông nào có thể kiềm chế được ham muốn trước sắc đẹp của nó. Nhưng họ không xứng hợp nhau lắm. Khâm nói, mắt vẫn không rời đôi bóng trước mặt. Tường Vi chớp mắt: Không xứng hợp à? Trái lại tôi thấy họ có vẻ hợp nhau lắm, nhất là ở cái bề ngoài, nhộn, thích đùa cợt. Khâm bâng khuâng bước lên một sạng đạo mới, sự can đảm càng lúc càng tăng. Nàng không còn sợ hãi nữa, từng bước trên thanh gỗ nhỏ, nàng cúi đầu lặng lẽ đi. Đột nhiên phía trước có tiếng hét thật to: Khâm, coi chừng, trước mặt có thanh gỗ gãy đó nha. Không kịp nữa rồi, bước chân Khâm đã đặt xuống khoảng trống. Trước khi ý thức được nguy hiểm thì toàn thân nàng đã ngã sắp xuống. Kế đó tiếng gỗ gãy và Khâm nghe cả tiếng hét của chính mình. Bản năng tự vệ khiến Khâm quơ vào điểm tựa, nhưng chỉ có khoảng trống chung quanh. Toàn thân nàng rơi nhanh xuống sườn núi, lăn tròn như trái banh. Khâm cắn chặt môi, đầu óc trống rỗng. Nàng không thấy sợ hãi nữa, một thứ rối rắm bâng khuâng. Nàng thả liều cho định mệnh. Đột nhiên có một bóng người tuột nhanh xuống, ngã chụp lên người nàng. Rồi Khâm thấy mình bị giữ chặt trong vòng tay. Nàng đã được bảo vệ. Vận tốc lao vẫn không giảm, nhưng bây giờ không chỉ có mình Khâm mà là hai người. Sau cùng chợt có cảm giác như xe lăn bánh được thắng cứng lại, và Khâm vẫn được ôm cứng. Tuy nhiên nàng không dám ngẩng đầu lên. Bên tai chợt có tiếng nói nhẹ nhõm: Xong rồi, không sao cả. Bây giờ đứng dậy xem có bị thương nơi nào không. Khâm ngẩng đầu lên, nàng chạm phải đôi mắt ngạo nghễ của Viễn. Hắn nhìn nàng có vẻ khinh thường. Tiếng Viễn lại vang lên: Sao, không đứng dậy nhanh lên? Nơi này đâu phải là chỗ cho cô quyến luyến. Khâm đứng dậy, hai đầu gối run rẩy, vài áo bị rách toạc, vết thương nơi ấy đang rỉ máu. Cổ họng cứng ngắc, nàng muốn khóc. Không phải vì cái hụt chân ban nãy, mà vì bộ mặt lạnh lùng của kẻ đối diện. Viễn sau cái nhìn dò xét gật gù:
Bây giờ cô vòng qua kia leo lên. Nhớ là về sau nếu có phải bảo vệ cái đầu trước, chứ cô cứ để mặc số mệnh như vậy, rủi va vào một tảng đá là đi đời ngay. Thôi được rồi, leo lên đi, còn chần chờ gì nữa. Khâm cắn chặt môi, lặng lẽ leo lên không nói tiếng nào. Có một gã thổ dân bước tới, đưa tay kéo nàng lên. Mọi người lập tức vây quanh nàng. Văn mặt mày tái mét, nắm chặt tay nàng, rung giọng gọi. Khâm, Khâm. Đôi mắt vẫn rưng rưng, nhìn cử chỉ của Văn, người ta có cảm giác như Khâm đã chết rồi. Viễn bước tới, vỗ vai chàng bảo với giọng nhẫn nại. Đừng có hoảng lên như thế, không sao đâu. Ai leo núi mà chẳng vấp té. Bây giờ cậu đi kiếm băng, cột chặt vết thương cho Khâm. Tốt nhất là bôi pomade vào. Nói xong, Viễn bỏ đi về phía mấy gã thổ dân, hỏi về vấn đề an ninh cho cả đoàn người. Khâm đứng dậy, nàng có cảm giác của người bị hạ nhục. Nàng vén tay áo lên để Tường Vi buộc hộ vết thương. Văn đứng cạnh vẫn không kiềm chế được sự run rẩy, đưa tay bóp chặt vai Khâm. Gia Linh đứng kề bên, đặt tay lên lồng ngực thở ra. May mà không sao cả. Chị Khâm, chị mới té có một cái mà anh Văn hồn phách đều tiêu tan rồi đó, chị thấy không? Hồ Như Vi trề môi. Đúng ra người trật chân là cô mới phải, vì cô nghịch ngợm nhất, đáng đời nhất. Khâm té là vì ông trời không có con mắt mà. Thứ hồ ly tinh mà cũng xía vào. Để anh xem, lần sau mà có người té thì chém chết cũng không khỏi là anh. Vừa nói xong, nàng nghe đau điếng nơi cánh tay, cúi đầu nhìn xuống, nàng bất giác hét to lên, rồi nhảy đông đỏng trên nền đất. Mọi người hốt hoảng chạy nhanh đến. Hồ Như Vi hồ đồ, chẳng biết ức giáp gì, tưởng Gia Linh sắp ngã, vội ôm vào lòng hấp tấp hỏi. Cái gì vậy? Tiếng hét của Gia Linh điếc cả tai. Đĩa, con đĩa. Lúc đó Vi mới để ý, trên cánh tay Gia Linh, nơi lộ khỏi tay áo, một con đĩa đang xoáy chiếc thân đen mun vào da thịt Linh, chỉ để lộ một phần thân bên ngoài. Vi chẳng nói chẳng rằng, đưa tay ra rút nhanh ra. Nhưng càng rút, con đĩa càng rút sâu vào da thịt Gia Linh, khiến Linh càng hét to. Viễn bước tới nắm chặt tay Linh, rồi nhéo mạnh vào nơi con đĩa cắn. Tay còn lại búng mạnh lên thân đĩa. Con đĩa bị bắn văng ra xa ngay. Viễn nói, dán miếng thuốc dán trừ độc lên đó, bằng không máu chảy mãi cho xem. Rồi chàng nói với Hồ Như Vi, với con đĩa không thể dùng tay rứt ra được đâu. Chỉ cần anh bóp chặt nơi nó đang cắn là nó nhả ra ngay, bằng không dùng lửa đốt. Chứ bạn càng rứt chỉ tổ làm cho nó chui sâu thêm vào. Vuốt nhẹ mái tóc, Viễn nhìn quanh rồi nói như ra lệnh. Thôi được rồi, bây giờ tiếp tục cuộc hành trình đi chứ. Mọi người chỉnh đốn lại hàng ngũ rồi tiếp tục đi. Suốt con đường, Khâm và Văn đi sau cùng. Khâm vẫn cắn chặt môi, lặng lẽ, gương mặt vẫn còn nét. Mắt mông lung hướng tới trước. Đi gần nửa ngày đường, Văn khổ sở nắm tay Khâm nói nhỏ. Đau không em? Mà sao em chẳng nói năng gì hết vậy? Em giận bạn anh quá. Em không cần biết hắn giỏi ra sao. Em thấy ghét hắn thậm tệ. Văn ngần ngừ. Nhưng anh ấy đã cứu em mà. Khâm vẫn cắn môi. Vâng, hắn là người cứu em. Nhưng em đâu có nhờ hắn. Em chẳng mang ơn hắn tí nào. Em ghét hắn. Nhìn xuống con đường mòn dưới chân, đột nhiên Khâm thấy giận. Nàng nện mạnh gót chân xuống, đường bước nhanh. Văn đi cạnh không hiểu gì cả, đưa mắt nhìn người yêu và bước theo nàng. Mặt trời bắt đầu ngã về tây, hoàng hôn lặng lẽ kéo đến.
Chương 6. Dưới thung lũng, tấm thảm xanh đang sậm màu dần theo những tia nắng vàng vọt. Hơi núi bốc lên cùng với sương mù làm mờ dần vạn vật. Gió bốn phương đổ về làm nhấp nhô cành lá. Hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Đến lúc này, đoàn người đã mệt mỏi. Tiếng hát đã ngưng bặt từ lâu và thay vào đó là tiếng thở dài mệt nhọc. Theo màn đêm, không khí bắt đầu nhúm lạnh. Tường Vi hắt xì liên tiếp hai cái. Gia Linh chống gậy bước lần từng bước. Cả thân hình cô bé bỗng nhiên nặng chình chịch. Hồ Như Vi chùi lớp mồ hôi trên trán, than với Viễn. Còn bao lâu nữa mới tới lận Viễn? Sắp đến rồi. Viễn vẫn thản nhiên lầm lũi bước. Mọi người không còn ai nghĩ đến chuyện ngắm cảnh, dù cảnh hoàng hôn ở đây thật đặc biệt. Văn bước sau Khâm. Từ lúc Khâm trượt chân rơi xuống hố, chàng không dám rời xa người yêu một bước. Và lòng hăng say của chàng cũng đã rơi theo Khâm lúc té, không nhặt lại được. Mỗi lần qua một sạn đạo là Văn luôn miệng lải nhải. Ở nhà sung sướng không muốn, lại vung tiền ra để chuộc lấy cực hình. Khâm liếc Văn. Cái tật của anh lớn thật. Văn nhún vai không nói gì. Bên tai chợt có tiếng nước róc rách như tiếng đàn thánh thót trong sương chiều. Văn vượt qua khỏi tảng đá lớn, mắt chàng sáng ngời vì trước mặt chàng là một mảnh đất bằng phẳng phủ đầy cỏ xanh biếc như chiếc sân cỏ được chăm sóc kỹ. Nơi sườn núi lác đác vài nhánh lộ ô đu đưa trong gió. Đi cả một ngày đường, đoàn người mới thấy được một vùng đất bằng. Viễn nghiêng người kéo chiếc sắt trên lưng xuống, quay đầu lại phấn khởi. Đến nơi rồi, chúng ta cắm trại nơi này. Đến nơi thật rồi sao? Gia Linh tròn xoe mắt sung sướng nhìn quanh, giống như trái banh xì hơi. Linh thở phào nhẹ nhõm rồi ngã người nằm thẳng trên đồng cỏ hét lớn. Tuyết, tuyết, bây giờ tôi mới biết. Biết gì? Hồ Như Vi hỏi. Gia Linh thở ra rồi khép hờ đôi mi dày. Biết thế nào gọi là mệt? Viễn và ba gã thổ dân cầm cuội lo cắm trại. Hai chiếc lều lớn đang được dựng lên. Văn và Vi đang say sưa ngắm mặt trời bị núi đen nuốt chửng. Bỗng nhiên có tiếng Viễn hét. Hồ Như Vi, mày đứng đó làm gì đây? Tới đây gom lá khô lại xem. Để làm gì? Đốt lửa à? Không phải, để lót nằm cho êm. Đám lá khô được gom lại, lều trại dựng xong xuôi. Ba anh chàng thổ dân chặt một số cành cây to để đốt lửa lên. Trên nền cỏ chung quanh, bên những tảng đá to, những vết nám đen của những lần đốt lửa trại trước vẫn còn lưu. Chắc chắn nơi đây là địa điểm cắm trại của các thợ săn. Khâm lắng tai nghe, rồi bị lôi cuốn bởi tiếng nước róc rách. Nàng bước tới. Hình như trong nước có một cái gì thanh tao làm cho người nghe phải xúc động. Khâm cảm thấy sự thanh khiết của thiên nhiên đang rửa sạch tâm hồn nàng. Bước tới bên bờ đá, nàng đưa mắt nhìn khắp nơi. Giữa đống đá hỗn độn, một dòng nước nhỏ chảy xuyên qua, đổ mạnh xuống cuối vùng thung lũng. Một gã thổ dân bước đến. Khâm ngạc nhiên khi thấy hắn lấy một thanh trúc dài, hai đầu cắt mắt, thọc vào giữa đám đá. Dòng nước trong được truyền qua thân cây làm nên một vòi nước. Gã thổ dân hứng đầy ấm nước, nhìn nàng cười rồi bỏ đi. Khâm chợt hiểu, vuốt nhẹ mái tóc, rồi bước đến vòi nước rửa tay. Nước mát ngọt. Khâm vóc tay uống đầy một bụng, rồi sung sướng bước về phía lều trại. Nơi đóng lửa, mọi người đang sửa soạn buổi cơm tối. Khâm bước đến vỗ vai Tường Vi. Đi rửa mặt đi, đằng kia có một vòi nước suối mát lắm. Thế à? Gia Linh tranh đáp, rồi bật dậy như mũi tên, lôi Tường Vi và Dục. Đi chị, chúng ta đi rửa mặt cho khỏe để ăn cơm nữa chứ. Tôi đói đến nỗi mắt nổ đom đóm rồi.
Tường Vi vội lấy xà bông và khăn mặt trong xách tay ra, rồi theo Gia Linh đến bờ suối. Khâm bắt chước Hồ Như Vi và Văn ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Viễn đang bận rộn làm bếp, Văn thúc nhẹ Khâm. Em lại giúp Viễn làm thức ăn đi. Công việc bếp núc là của đàn bà con gái mà. Viễn nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt vương vấn nụ cười. Thôi được rồi, đời bây giờ chưa hẳn là đàn bà biết làm bếp. Cô Khâm cứ ngồi nghỉ đi, tôi làm bếp cũng nghề lắm. Các bạn cứ yên chí để tôi trổ tài cho các bạn xem. Khâm vừa sửa soạn đứng dậy, nghe thế ngồi xuống cười nói. Nếu thế tôi sẵn sàng ngồi đây để thưởng thức tài nghệ của anh. Văn hỏi, như thế có kỳ không? Nếu anh thấy ngại thì đến giúp ông ấy đi. Văn quay sang hỏi Hồ Như Vi. Vậy bậy lắm, chúng ta phải đến giúp Viễn một tay. Vi, nghệ thuật làm bếp của mày ra sao? Mày đến phụ Viễn đi. Hồ Như Vi giật người lên. Tao có thể giúp nó bằng cách là nó làm sẵn tao ăn hết thì được. Thôi được rồi, các bạn cứ ngồi đấy đợi ăn vậy. Viễn nói xong tiếp tục làm thức ăn. Tiếng dao nện trên thớt giòn tan. Tường Vi rửa mặt xong trở về, nhìn thấy cử chỉ nhanh nhẹn của Viễn chen vào. Anh định làm gì? Thịt nướng à? Không, thịt ung khói. Thế tại sao anh xắt thịt ra thành miếng thế này? Không được à? Mọi người đều đói hết rồi, phải tiết kiệm thì giờ chứ. Tường Vi không nhịn được cười xòa, nàng đỡ lấy cây dao trên tay Viễn nói nhỏ nhẹ. Tôi quen tay nên làm nhanh lắm, không kéo dài thời giờ đợi cơm của quý vị đâu. Viễn miễn cưỡng trao dao cho Tường Vi. Tôi làm cơm bao nhiêu lần rồi mà chưa hề bị ai sửa lưng. Ở gần mấy cô thật gặp lắm chuyện rắc rối. Nụ cười ẩn trên môi Tường Vi. Bầu trời đột nhiên tối sầm. Những đám mây rực rỡ của buổi hoàng hôn đột nhiên biến mất, nhường chỗ cho màu sương đục mù mờ đẫm ướt cả ngọn cây cành lá. Lửa được đốt to thêm, mọi người sau bữa cơm no nê ngồi quây quần chung quanh đống lửa. Họ đã dùng một bữa cơm ngon nhất. Chính Viễn, Viễn cũng phải công nhận món thịt ung khói của chàng sau khi được bàn tay của Tường Vi chăm sóc thành tuyệt vời hơn. Sự mệt mỏi biến dần. Ngồi bên đống lửa, mọi người cảm thấy lòng mình được sưởi ấm lên. Viễn lôi chiếc khẩu cầm trong túi ra, bắt đầu bằng bản già khúc. Tiếng suối róc rách đệm theo tiếng khẩu cầm, nghe du dương lạ. Ấm cà phê Tường Vi máng lên giá lửa ban nãy đã sôi. Gia Linh thử trước và tán tỉnh chưa hề uống được ly cà phê nào tuyệt diệu đến vậy. Tường Vi được mọi người khen đến đỏ cả mặt, nụ cười e thẹn vương vấn trên môi. Gia Linh mở gói khô bò ra nhâm nhi, chân gõ nhịp theo tiếng kèn. Trên bầu trời cao, cánh sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh, rồi ánh trăng lưỡi liềm cũng sâu mây bước ra, nghiêng mình bên dòng ngân hà. Khâm tựa người vào một thân cây, ngẩng mặt đếm sao. Văn ngồi im lặng say sưa nhìn người yêu. Khâm xoay qua bắt gặp ngượng ngùng. Nhìn cái gì dữ vậy? Nhìn em. Và nghĩ gì? Nghĩ về em. Tim Khâm ấm hẳn lên. Đêm đẹp quá, huyền diệu quá. Nhưng nó thuộc về ai đây? Ánh mắt nàng hướng về phía đám đông. Ba gã thổ dân ngồi cạnh lửa, gương mặt ửng hồng. Họ đã hấp thụ một phần nào văn minh của nhân loại, không còn vẻ mày, nên nét hung dữ cũng biến mất. Ba gương mặt kia, trẻ, đẹp, khỏe, pha lẫn một ít nét của người Hòa Lan. Nàng quay sang Viễn, gã con trai kêu căng. Không, hắn không phải là gã con trai, mà đã là người đàn ông. Khâm xúc động, gương mặt đỏ hồng kia, dáng dấp to lớn khỏe mạnh, càng có vẻ giống người sơn cước hơn nữa. Biết đâu hắn lại chẳng là dân sơn cước.
Khâm lắc đầu cười mỉm. Văn hỏi: Em cười gì đó? Khâm lấp liếm: Không có gì cả, em cảm thấy sung sướng và đầy đủ. Văn nắm tay Khâm: Thật à? Em không còn bực về cái việc trật chân rớt xuống hố nữa à? Nụ cười trên môi chợt tắt, Khâm nói: Làm gì có chuyện đó, em có phải trẻ con đâu. Em đừng ghét Viễn, tính nó vậy, nó làm gì là hùng hục, không chịu để ý đến người khác. Hắn độc đoán, nhưng lòng dạ rất tốt, và lúc nào cũng sẵn sàng... Khâm đỏ mặt cắt ngang: Thôi anh, làm gì thì em cũng chẳng ưa hắn được. Được rồi, nhưng anh thích hắn. Khâm cười, mắt vẫn nhìn Viễn chăm chọc Văn. Biết đâu hắn chả là em rể anh. Anh xem kìa, họ kháng khích ghê đi chứ. Lúc bấy giờ, Gia Linh đang ngồi bên Viễn, miệng nhấp cà phê. Không biết cô bé thì thầm cái gì mà anh chàng ngưng thổi khẩu cầm để cười vang lên. Văn cắn môi suy nghĩ. Anh mong con Gia Linh đừng lầm lẫn. Viễn không bao giờ thật tình đâu. Nó có hàng lố con nhân tình. Đại khái hắn chỉ là con người tự cho mình là bụi đời thôi. Hắn không tự phong cho mình chức đó, mà hắn quả có bụi đời thật. Dùng chữ bụi đời là không đúng lắm. Hắn là một con người... Văn cố moi trong đầu ra một chữ chính xác, nhưng tìm mãi không ra, nên cứ ấp úng. Hắn là... con người... Khâm nhìn Văn cười hóm hỉnh. Nàng thích con người hiền lành dễ thương này. Khâm trêu chọc: Hắn là con người như thế này này. Văn cố cãi: Thật mà. Khâm đập tay lên vai Văn: Thì thật chứ em có nói gì đâu. Không phải em không tin, nhưng em thấy câu nói của anh lạ quá. Viễn tiếp tục một bản nhạc Bên Hồ La Giới. Bản nhạc thật hay, âm điệu dồn dập. Gia Linh hát theo tiếng nhạc. Ngoài thành phố cảnh đẹp như mơ, bên bờ hồ La Giới khi xưa ai đã từng hẹn hò. Trên bờ hồ, trên bờ hồ La Giới xinh tươi, Khâm bất chợt cất giọng, Hồ Như Vi hòa theo. Tiếng nhạc, lời ca, ngọn lửa nhảy múa theo tiếng tít tách của đống than hồng. Xa xa, tiếng gió, tiếng thông reo vi vu vút, tiếng nước róc rách trong khe, làm cho đêm tối mịn mở to mắt ra nhìn đám người đùa vui. Bên bờ hồ La Giới đẹp xinh, ngày nào còn hôm nay. Trăng vẫn sáng, sao vẫn đầy, nhưng không phải là hồ La Giới, mà là trên núi Kha Bảo Sơn. Tường Vi tựa cầm lên gối, nhìn ngọn lửa nhảy múa trên đống củi hồng. Một hạt bụi than hồng bắn lên cỏ ướp chợt tắt. Mong rằng lửa trong tim sẽ không bao giờ tàn. Tường Vi xoay qua Gia Linh, bàn tay con bé đặt trên vai Viễn, thân thể lắc lư theo tiếng nhạc. Bên này, Khâm đang kề vai Văn, tay trong tay. Vi nhắm mắt lại thưởng thức. Đêm như giấc mơ, nơi đâu cũng có hương của núi đồi. Đêm không cô độc, người cũng thế. Con nàng mở mắt ra, ánh lửa bập bùng vẫn vui vẫn sáng. Đêm nay là một đêm thế nào? Tại sao chính cả bóng đêm cũng không thuộc về nàng? Nhưng dù sao Tường Vi cũng mong đêm vô tận đừng bỏ đi. Hồi Như Vi không biết từ đâu mò ra được một cái radio, và tiếng nhạc vang lên. Viễn đặt khẩu cầm xuống, kéo Gia Linh đứng lên khiêu vũ bên ánh lửa. Khu rừng thành Vien, đêm ở Kha Bảo Sơn. Ba gã sơn cước mở to mắt kinh ngạc ra nhìn. Văn không thể nhịn được, âm nhạc nung dòng máu trong tim chảy mạnh, cho người ngây ngất say mê. Chàng kéo tay Khâm gia nhập đoàn người đang nhảy quanh đống lửa. Hồ Như Vi chẳng chịu cô đơn, kiểu cọ cúi xuống mời Tường Vi. Lửa hồng uốn éo theo tiếng nhạc.
mấy con thú rừng vừa men ra đã bỏ chạy loạn cả lên. Ba gã sơn cước đưa mắt nhìn nhau. Đêm vẫn tỉnh giấc sóng động. Họ đâu cần phải săn thú, họ đã săn được đêm ở Kha Bảo Sơn rồi. Sau bản khu rừng thành viên là bản dòng sông xanh. Mọi người trao đổi bạn và tiếp tục nhảy. Viễn mỉm cười với Khâm. Ánh lửa soi sáng, mọi gương mặt đều ửng hồng. Chàng không thích khóe mắt lạnh lùng kia, nó như muốn lột trần Viễn ra. Cô gái này là ai? Viễn quay tròn. Tôi không tin cô được. Tuy nhiên Viễn vẫn ôm Khâm quay cuồng theo tiếng nhạc. Quay cuồng, quay cuồng. Đêm càng khuya, sao lặng dần, ánh lửa thoi thớp. Một gã sơn cước bỏ đi, rồi có tiếng chặt cây. Những cành cây dài và to được kéo gần đến đống lửa. Thân cây ướt, ban đầu chẳng bén lửa, nhưng chẳng mấy chốc, lửa cháy bùng lên. Cơn mệt mỏi lẳng lặng đến, không còn ai muốn nhảy múa, dù tiếng nhạc vẫn đều. Văn ngáp dài, nhìn về phía lều vải, chàng nói: Tôi buồn ngủ quá. Hồ Như Vi cũng ngáp, cái ngáp như chứng bệnh truyền nhiễm lan dài. Tối còn đi săn nữa mà, thì bao giờ đi săn đánh thức tàu vậy? Văn nói, anh chàng có vẻ nhướng mắt không nổi. Viễn ngồi cạnh đống lửa, yên lặng với nhánh cây trên tay. Chàng vẫn vơ khêu tàn. Gã thổ dân mang thêm một đống cây gỗ tới. Viễn có cảm giác có người đang bước tới gần mình. Chàng ngẩng đầu lên, thì ra là Khâm. Nàng ngồi xuống cạnh Viễn, rồi nhìn mấy gã thổ dân hỏi: Họ chặt nhiều gỗ để làm gì vậy? Để đủ đốt suốt đêm. Viễn đáp xong, quay qua mấy gã thổ dân xí số mấy câu, rồi lại quay sang Khâm. Họ đã quen ngủ ngoài trời, tôi bảo họ vào lều nhưng họ không chịu. Khâm mở to mắt. Sao vậy? Lều chật hẹp, làm sao bì với trời đất. Khâm ngồi yên, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng lại thôi. Viễn nhìn nàng hỏi: Cô muốn nói gì đó? Khâm đứng dậy. Tôi cũng không biết, họ đi ngủ hết rồi, còn anh sao chẳng đi ngủ đi? Viễn đáp: Tôi mà ngủ thì phải ngủ một mạch đến sáng. Tốt hơn hết là ngồi đây khoảng 2 giờ nữa gọi họ dậy đi săn là vừa. Nhìn ra ngoài bóng đêm dày đặc, rồi quay lại nhìn Khâm, Viễn nói tiếp: Không biết lần này đi săn có thú không? Để thử thời vận xem. Cô ngủ đi. Tiếng cô ngủ đi nghe thật dịu dàng. Khâm chững lại một tí, nàng nhìn thẳng vào Viễn. Anh Viễn, anh lạ lùng lắm. Viễn nhún vai, nói rất tự nhiên. Thế à, rất nhiều người bảo tôi như vậy, nhưng tôi không biết mình lạ ở chỗ nào. Anh đã yêu ai chưa? Viễn chau mày, đôi mắt đen nháy của cô gái hằn ý tò mò, xen lẫn chút lo lắng. Thái độ của người chị lo lắng cho cậu em trai, hay người mẹ lo cho cậu con trai út của mình. Viễn nhớ lại, hơi bàng hoàng. Cô bé muốn biết điều gì? Tại sao? Viễn nhớ lại lúc chàng cứu Khâm, chàng chỉ nhận được ánh mắt giận dữ ghét bỏ. Thế bây giờ, cô gái này giống như người mẹ hiền, muốn xoa dịu vết thương người quá thế. Viễn tự trả lời: Có lẽ cũng đã có. Tại sao nàng xa anh? Tôi tự xa nàng thì đúng hơn. Thế à? Vâng. Viễn gật đầu, ném cành cây trong tay vào đống lửa. Khâm Mẫn tiếp tục hỏi: Tại sao vậy? Vì tôi không muốn mang gánh nặng. Thời bấy giờ giặc giả, thân tôi còn giữ không xong, thì làm sao dám gánh cả nàng. Tôi như vậy đó, chỉ nghĩ đến mình, chứ không như bao nhiêu chàng trai lý tưởng trong mắt tình nhân đâu. Anh muốn nói anh ích kỷ? Vâng, tôi ích kỷ, chỉ nghĩ đến thực tế chứ không mộng mị vu vơ.
Khâm lắc đầu, nàng không tin. Không phải thế đâu, con người sống mà không có mộng mơ thường là người đau khổ. Anh không thuộc hạng người như vậy. Có mơ mộng mới bi thảm chứ, vì khi va chạm với thực tế sẽ vỡ ngay. Nhưng anh không phải là người dễ nản chí hay bi quan. Tôi không nản chí, cũng không bi quan. Tôi là người không muốn mộng mơ quá nhiều, xong là phải thực tế. Thế tại sao anh lại cứ trốn ở núi rừng? Ở đấy là đời sống thực tế của anh đấy ư? Viễn bàng hoàng đến độ tức giận. Cô muốn nói gì? Ý cô là sao chứ? Nhưng ánh mắt dịu dàng thầm lặng của Khâm đã khiến cơn giận phải tan biến. Viễn đưa tay vuốt mặt nhìn vào lửa, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Viễn chợt cười, trái tim lặng sóng. Và Viễn nói như giải thích. Đêm tới thật nguy hiểm, nó dễ khiến cho người ta tiết lộ nhiều sự bí mật tiềm ẩn trong tim. Họ đã đi ngủ hết rồi, cô còn ngồi đây làm gì? Đi ngủ đi. Khâm mỉm cười, không đáp, quay lưng lại đi về phía chiếc lều dành riêng cho đàn bà. Bên ngoài lều, lửa vẫn bập bùng và ánh sao vẫn lấp lánh. Viễn ngồi duỗi chân ra, nhìn thẳng vào vùng núi rừng đen thẳm. Chương 7. 2 giờ khuya, Viễn đánh thức ba gã thổ dân dậy. Nạp đạn đầy 4 khẩu súng xong, chàng bước vào lều, lắc mạnh 2 gã con trai đang ngủ ngon lành. Văn lăn trở qua bên kia, co ro trong túi ngủ. Làm gì vậy? Viễn gọi. Thức dậy đi săn. Hồ Như Vi ngái ngủ. Đâu? Đi săn chứ đi đâu? Tao chỉ muốn ngủ, không đi đâu hết. Văn xoay người lại. Với chàng thức dậy bây giờ là một cực hình. Viễn vẫn lắc mạnh vai Văn, khiến anh chàng muốn ngủ cũng không được. Quay qua Hồ Như Vi, Viễn tiếp tục hối. Đừng có lôi thôi, tụi bay lên núi để làm gì? Thức dậy đi, thức dậy. Văn chui ra khỏi túi ngủ, đưa tay dụi mắt, ngáp dài, miệng lèo nhèo không thôi. Hồ Như Vi mắt nhắm mắt mở, mặc áo quần vào. Viễn đưa đèn bấm rọi thẳng vào mặt của mỗi người, mong ánh sáng chói sẽ đuổi được con sâu ngủ đi. Âm ừ lục đục một lúc, rồi mọi người cũng ra khỏi lều. Trước cơn gió lạnh của đêm khuya, cả hai phải rùng mình, cơn buồn ngủ đã bị đuổi đi. Viễn chui ra sau cùng, vừa mới ngẩng đầu lên, chàng phải giật mình đánh thót. Trước mặt chàng, Khâm đã y phục chỉnh tề, đang ngồi bên đống lửa, bình thản nhìn mọi người. Viễn bước đến cạnh hỏi. Cô thức dậy chi vậy? Đi sang với các anh. Hồ Như Vi quay đầu sang hỏi. Gia Linh đâu? Nó ngủ say quá, gọi mãi không chịu thức. Viễn nói như ra lệnh. Cô đừng đi ban đêm trong rừng. Sự nguy hiểm lúc nào cũng rình rập bên cạnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện rắc rối. Tụi này bận săn bắn, đâu có rỗi rảnh để chăm sóc cô. Tốt nhất cô nên ở nhà. Khâm yên lặng nhìn Viễn một lúc mới nói. Tôi không cần các anh chăm sóc, tự tôi biết lo lấy thân, không làm phiền ai đâu. Viễn bực mình.
cô sẽ làm phiền nhiều lắm. Trước nhất là cô có thể làm chúng tôi bị phân tâm, còn tâm trí đâu mà săn bắn. Khâm Tư Lự cúi đầu xuống khơi lửa. Thôi được rồi, các anh đi đi, tôi ngồi đây vậy. Liếc nhanh về phía viễn, Khâm hỏi, nhưng anh có chắc nơi này có thú rừng không? Viễn hít một hơi dài rồi đáp, có chứ sao không, tôi đã ngửi thấy mùi thú. Khâm có vẻ bất an, đưa mắt nhìn Văn còn vẻ ngái ngủ. Nàng cắn nhẹ môi, Viễn hỏi, cô lo gì? Khâm cúi đầu nói nhanh, không có gì, nhưng các anh nhớ cẩn thận. Viễn cười, trao khẩu súng cho Văn, chàng đùa, sao, cô sợ chúng tôi bị thú cổng đi mất hay sao? Quay sang Văn, Viễn nói, cậu xài loại súng này nha. Súng này bắn từng phát một. Nếu bắn không trúng mà con thú nhảy chụp tới, nhớ dùng bán súng đặt, chứ đừng có dại mà bóp cò nha. Vậy tốt hơn mày cho tao khẩu liên thanh cho chắc ăn. Không được, chỉ có một khẩu liên thanh thôi. Nói thật, súng trong tay tụi mày chỉ để làm cảnh thôi, thì mang thứ nào chả được. Văn và Vi mỗi người thủ một khẩu, còn một khẩu được trao cho ba gã thổ dân. Một đoàn sáu người kiểm soát kỹ đèn bấm và đạn dược xong, họ bước vào rừng. Văn quay đầu lại nói với Khâm, Khâm ơi, đốt lửa cho cao ngọn lên đi, tí nữa anh mang heo rừng về cho em nướng. Khâm mỉm cười, đưa mắt nhìn đoàn người khuất dần trong màn đêm của núi rừng. Đột nhiên sự sợ hãi len lén hiện ra, bất giác Khâm la lớn, anh Văn, nhớ cẩn thận nhé. Có tiếng Viễn đáp lại, cô yên chí, chúng tôi đông thế này mà cô sợ gì. Bảo đảm với cô là tôi sẽ mang về một vị hôn phu lành lặn trả lại cho cô mà. Họ cười ồ lên rồi tiếp tục bước đi. Mấy ngọn đèn quét trong bóng đêm càng lúc càng xa, rồi bị nuốt chửng trong màn đêm dày đặc. Khâm ngồi một bình bên đống lửa, lửa cháy thật cao. Bốn bề yên lặng, mắt nàng nhìn thẳng, tai lắng nghe tiếng gió núi hòa lẫn tiếng hú xa xa. Chợt Khâm thấy ớn lạnh, nàng đứng dậy, chui vào lều. Gia Linh và Tường Vi đang ngủ say, chiếc đèn bão nơi góc lều vẫn cháy sáng. Đoàn người đi săn đã vào đến rừng sâu, mọi người đều yên lặng. Để khỏi làm kinh động thú rừng, Viễn chia đoàn người ra làm hai toán. Một toán gồm có Viễn và Văn và Hồ Như Vi. Toán kia là ba người thổ dân. Mỗi toán giữ hai khẩu súng. Toán Viễn đi trước. Rừng đen như mực, cỏ ngập gối. Mọi người chậm rãi bước. Sau khi nhường súng cho toán hai, Vi bây giờ có nhiệm vụ cầm đèn bấm soi đường. Nói đường, chứ thực ra họ chen qua gai gốc mà đi. Những sợi dây leo chằng chịt vướng víu, những tảng đá hỗn độn là những chướng ngại lớn. Đoàn người mò mẫm bước, chốc chốc lại dừng lại nghe ngóng. Đêm trong rừng đầy vẻ nghẹt thở, đầu đầy hơi thở của thú rừng làm không khí thêm nặng nề. Có tiếng động nhẹ phớt qua trên đầu, đoàn người dừng chân lập tức. Viễn nâng súng lên, đưa mắt tìm kiếm. Văn hỏi, con gì vậy? Bầu không khí căng thẳng khiến chàng ngột ngạt. Văn thấy nhớ chiếc lều vải và túi ngủ vô cùng. Viễn ra dấu bảo im, nhưng mắt không rời nhìn lên cành lá. Tứ phía yên lặng, tiếng động ban nãy đã biến mất. Viễn nói nhỏ, có lẽ là phi thử, nó chạy thoát rồi. Khi săn bắn, nhớ đừng lên tiếng. Họ tiếp tục bước, cảnh đêm như ứ động lại. Viễn ngừng trước một gốc cây to, Văn hỏi, sao không đi nữa? Đừng nói lớn. Viễn vừa nói vừa nhìn vào nơi cành lá xum xuê. Muốn săn mồi phải ngồi đợi thú. Hồ Như Vi tắt đèn bấm, đắn đo nhìn vào bóng tối. Đây là môn thể thao tập tính nhẫn nại. Chúng ta đã đi trên tiếng đồng hồ, vẫn chưa bắn được phát nào.
Viễn nói, đi săn suốt 3 ngày, có khi chẳng bắn được phát nào là chuyện thường. Thú rừng cũng có trí khôn, có trực giác trước sự nguy hiểm, đâu có dễ gì giết được. Thú rừng cũng có trí khôn, có trực giác trước sự nguy hiểm, đâu có dễ gì giết được. Thổ dân ít sử dụng súng như ta, họ ven theo con đường mà thú rừng hay thường qua lại mà đặt bẫy, ít tốn sức hơn chúng ta nhiều. Văn buộc miệng, thế tại sao chúng ta không bắt chước họ mà lại đi lung tung như thế này? Đó là lối săn nhà nghề, phải cần một thời gian dài huấn luyện và chờ đợi. Còn chúng ta chỉ đi săn với tính cách tài tử, đâu có thể nào ngồi đặt kế hoạch cho suốt nửa tháng hay 10 ngày được. Hồ Như Vi chợt nói, tôi nghe hình như có tiếng chim kêu. Viễn lắng nghe một lúc đáp, đó là tiếng chim ụt, người phương Bắc gọi là chim mèo. Săn 3 loại này chẳng sướng tí nào cả. Hồ Như Vi nói, còn hơn là chẳng được cóc gì cả. Viễn chợt đứng bật dậy chụp ngay khẩu súng. Xuyệt, đừng nói gì nữa, có thú rồi kìa. Viễn chăm chú nhìn sâu vào bóng đêm, tinh thần của Vi và Văn cũng căng thẳng theo. Cầm chắc khẩu súng, Văn lấy thế, mắt đăm đăm xuyên thủng màn đêm. Không khí như ngưng động mà bóng đêm vẫn lững lờ. Văn với Vi chỉ nghe có tiếng chim ụt. Chắc chắn con thú mà Viễn vừa bảo không phải là giống chim này, vì tiếng kêu của nó ít nhất cũng xa đây trên 300 thước. Văn cố nhìn trong đám cỏ rậm. Đêm đã khuya, khí trời khá rét, mà tay chàng đẫm ướt mồ hôi. Con thú kia trốn nơi nào? Văn cắn chặt môi, căng thẳng đợi cho sự xuất hiện đột ngột của con mồi. Trong óc chàng, lời căn dặn của Viễn vẫn còn đó. Nòng súng chỉ có 1 viên đạn, nếu bắn không trúng thì nguy. Con thú sẽ nhảy chụp đến, và lúc bấy giờ chỉ còn cách dùng bá súng đập mà thôi. Miệng khô lưỡi cứng, con mồi bây giờ ở đâu? Nó là beo, tê giác, cọp, sư tử, voi hay heo rừng? Văn nuốt nước bọt, mắt mở rộng đến cứng mi. Trên đầu chợt có vật gì phóng qua, rồi tiếp theo một tiếng bằng. Tiếng súng nổ khiến Văn giật mình đánh thót. Đến lúc tỉnh hồn, Văn vẫn chẳng hiểu tiếng súng phát ra từ đâu. Chỉ thấy một con vật đen thui đang rơi từ trên cành xuống. Có tiếng cười đắc thắng của Viễn. Anh chàng lượm con vật lên nói, một chú phi thử, hắn tự nhiên tìm đến cái chết mà. Hồ Như Vi nói, sao nó giống con dơi quá vậy? Viễn đặt con thú lên tay Vi. Mày có thấy con dơi nào to đến thế này không? Đây, mày giữ hộ, thịt nó ăn ngon lắm, da nó lột ra bán cũng có tiền. Hồ Như Vi cầm con thú không nặng lắm, nhưng những móng vuốt của nó cộng với cái xác của nó mềm nhão khiến chàng phát tởm đưa ra xa, sợ máu rơi lắm áo. Vi nói, giết tôi chết tôi cũng không ăn thịt nó đâu. Văn đánh ực nước bọt, đưa mắt quan sát con vật. Anh chàng thất vọng, chỉ là một chú phi thử, thế mà tao cứ tưởng là con thú nào ghê lắm chứ. Bắn được phi thử cũng là hay lắm rồi, mày còn mong gì hơn nữa, vội chăng? Văn đỏ mặt, nhớ đến cái lúc đầu óc căng thẳng của mình ban nãy mà quê. Tuy rằng Văn không mong săn được voi, nhưng ít ra cũng phải một con gì hơn chứ. Viễn vỗ nhẹ vai Văn, ra vẻ đàn anh. Đừng hy vọng lớn quá, cậu nên nhớ rằng đây là núi Kha Bảo, chứ chẳng phải rừng già Phi Châu đâu nha. Chú phi thử đã làm cho đoàn thợ săn tài tử phấn chấn hơn. Dù sao cuộc săn hôm nay cũng không đến nỗi phải trở về tay không. Cũng có cái để chứng tỏ với bọn đàn bà con gái rồi. Xem xét lại đạn dược, họ đi tiếp. Trong tay Viễn là loại súng săn kiểu mới, nòng 22 như súng thường, nhưng có thể bắn được 7 phát liên tục. Theo lời Viễn, để sắm cho kỳ được nó, chàng đã phải mang nợ suốt nửa năm. 3 gã thổ dân không biết đã đi đâu,
tiếng súng của Viễn cũng không gọi được họ trở về. Đêm tối trong rừng, muốn liên lạc với nhau thật khó. Có điều may mắn là Viễn không xa lạ lắm với cảnh rừng đêm khuya, nên không cần sự trợ giúp của mấy gã thổ dân. Lần mò thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ, cho đến lúc sao đã lặn, trăng đã nhạt. Như thế có lẽ đêm nay chẳng săn thêm được con thú nào. Đột nhiên trong đám cỏ có tiếng thú di động, đồng thời một tràng kulu kulu, tiếng gáy của chim cu vang lên. Văn nhanh nhẹn nâng cao tay súng để thử thời vận, thì Viễn đã nhảy chụp đến sâu họng súng xuống đất sừng sộ. Sao hồ đồ quá vậy? Cậu không phân biệt được tiếng người à? Đó là tiếng mấy người sơn cước, họ khám phá ra được cái gì nên gọi mình đấy. Văn rùng mình. Lần đầu tiên tôi mới nghe tiếng gọi lạ lùng như vậy. Người sao không dùng tiếng người mà lại dùng tiếng gì lạ thế? Dùng tiếng người cho thú nó nghe nó chạy hết sao? Viễn nói xong liền trả lời cho đoàn người kia cũng bằng tiếng rúc của con chim cu, rồi chạy về phía đám thổ dân. Văn với Vi theo sau. Đám cỏ gai rối càng lúc càng dày. Viễn bước nhanh không ngại cỏ gai sắc, làm cho cả Văn và Vi đều nghĩ là sự khám phá của mấy gã sơn cước phải thế nào mới làm cho anh chàng vui như vậy. Quả nhiên trong đám cỏ dày, ba gã thổ dân đang nằm yên hướng tới trước chăm chú quan sát. Thấy Viễn bước tới, họ lập tức kéo chàng lại gần, chỉ cho chàng thấy dấu vết trên cỏ. Giữa đám cỏ rậm có lỗ trũng đầy nước và đã trở thành vùng đất cho thú rừng lui tới uống nước. Trên mặt đất mềm, vết chân còn mới và gần đó có một lớp cỏ bị vẹt đi. Họ xén bớt một lớp cỏ, vết chân chạy dài. Viễn lý nhí vài câu với những người thổ dân xong đứng dậy. Hồ Như Vi hấp tấp hỏi dồn. Câu gì thế? Heo rừng à? Viễn lắc đầu. Không phải, có lẽ là nai hay hươu. Nhìn vết chân họ đoán là nó vừa mới rời khỏi đây không hơn nửa tiếng, chắc còn quanh quẩn đâu đây. Mình phải phân tán mỏng ra, tuyệt đối giữ yên lặng. Ai gặp nó trước thì có quyền nổ súng. Nhưng nhớ là phải nhắm kỹ, bằng không thì phiền lắm đấy. Đi dọc theo vết chân, Viễn nâng cao súng, mắt nhìn tứ phía dò dẫm từng bước một. Đi được một lúc, chợt gã thổ dân ngưng lại, lí nhí một câu. Đồng thời Viễn nâng súng lên, mắt nhắm về phía gốc cây to trước mắt. Văn cũng nâng súng lên, lăng xăng hỏi. Đâu, đâu? Để tao bắn một phát xem. Thôi, để tao. Viễn xô Văn qua một bên. Ngay lúc đó, con thú trước mặt bỏ chạy vì tiếng người đã làm nó kinh động. Viễn lập tức bóp cò, nhưng đã chậm hết mấy giây nên phát súng chỉ làm con thú sợ hãi chạy nhanh thêm. Gã thổ dân cạnh bên vội bắn thêm một phát. Con vật kêu lên rồi chui nhanh vào rừng. Viễn hét. Nó bị thương rồi, đừng để nó chạy thoát. Rồi Viễn sổ một tràng tiếng thổ với mấy người sơn cước, xong phóng đuổi theo. Văn cũng ôm súng chạy theo. Không khí căng thẳng kích thích máu anh hùng của Văn. Văn hy vọng rồi mình sẽ bắn được một phát để còn về khoe khoang với Khâm. Theo chân Viễn, mọi người chạy hụt hơi, nhưng con thú vẫn mù tăm. Viễn đứng lại. Một con hươu. Mọi người chia nhau đi tìm đi. Nó bị thương rồi, chạy không xa được đâu. Văn nói. Tao theo mày. Kỳ này mày để tao bắn nha. Viễn bực. Săn bắn sợ nhất là có người quấy rầy. Ban nãy nếu Văn đừng nói năng lôi thôi thì chú hươu kia chắc chắn không chạy thoát được. Viễn nói. Được rồi, để khi nào tao bắn chết nó xong, mày bắn bù thêm một phát nữa thì được. Chợt có tiếng Hồ Như Vi. Ở đây có vết máu. Mọi người chạy lại, quả nhiên có thấy vết máu. Viễn lên cò sẵn, theo vết máu, Văn cũng bước theo. Trời đã bắt đầu sáng, cây lá cũng bắt đầu lờ mờ xanh. Khoảng giữa các kẽ lá đã trắng, đoàn người đi săn không cần phải sử dụng đến đèn bấm, vì bình minh đã ló dạng.
ngừng lại trước đám cỏ sậy, dây leo chằng chịt. Viễn có vẻ không vui. Không thấy vết máu nữa rồi, chắc nó đã chui vào đậm. Hồ Như Vi đề nghị. Con mồi bị thương không thể đi xa, vậy sao chúng ta không quay trở lại tìm xem thế nào? Hư là loài thú tinh khôn, nhất định nó phải ẩn núp đâu đó. Một viên đạn đối với loài thú như nó không đến nỗi nào, nhưng theo tôi thấy chẳng có hy vọng tìm ra nó chút nào cả. Văn phấn khởi hẳn. Ừ phải rồi, cứ thử xem, quay lại tìm đi. Tôi chưa bắn được phát nào cả, để tôi có cơ hội thử tài xem nào. Họ quay trở lại lục lọi trong đám cỏ gai, là loại cỏ mà Hư thích ăn. Nhưng con mồi vẫn vắng bóng. Đột nhiên Vi hét to lên. Kìa, kìa. Văn hỏi. Đâu, đâu? Vi đưa tay chỉ về phía gốc cây có tàn lá to như lá chuối. Ở đó có bóng dáng con vật lấp ló phía sau thân cây. Không chờ đợi, Văn nâng súng lên. Viễn nói lớn. Đừng bắn. Văn ngạc nhiên. Sao vậy? Viễn bước tới, vừa lấy bá súng đập mạnh lên thân cây màu nâu rồi nói. Đó là một loại thực vật sống bám trên thân cây mục. Đừng phí đạn. Thôi về. Bây giờ mong rằng về tới trại sẽ có cái gì ăn. Tôi đói ngất ngay rồi. Hồ Như Vi đưa cao chú phi thử lên. Chúng ta có thể nướng con này ăn là được rồi. Con thú tuy đã chết, nhưng đôi mắt nhỏ vẫn mở trừng trừng như hận Vi, khiến Vi rùng mình. Ăn thứ này à? Có khác chi con người đã biến thành thú dữ? Dù không hy vọng tìm ra được con mồi đã bị thương, nhưng họ vẫn yên lặng và cẩn thận bước, đồng thời lục lọi tứ phía. Đi được một chặp, một gã thổ dân chợt kêu lên một tiếng, vì anh ta vừa thấy vết máu trên lá cây. Đi thêm vài bước, họ phát giác vết chân nhỏ. Lần theo vết chân, đoàn người đi ngược vào rừng. Bỗng Viễn dừng lại, khoát tay ra dấu cho người phía sau đừng đi tới. Con Hư bị thương đang đứng cạnh cây tầm, ngơ ngác nhìn kẻ địch. Viễn nâng súng lên, chưa bóp cò thì đã nghe có tiếng nổ. Con Hư ngã nhào xuống, đồng thời có tiếng Văn hét lên. Tao bắn trúng rồi. Vừa nói, chàng vừa bổ nhào về phía con Hư dậy chết. Viễn vẫn chưa buông súng xuống, thấy thế lùi ra sau. Không ngờ bắn súng chạm vào một nhánh cây, một tiếng nổ thứ hai vang lên. Viễn thấy nòng súng của mình tỏa khói. Chàng biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Viễn hét to. Văn! Nhưng không còn kịp nữa. Viên đạn đã xuyên qua lưng Văn. Văn sững sờ quay lại, chân chùng bước, rồi quỳ xuống. Viễn ném súng, chạy đến quỳ trước bàn. Đôi mắt của Văn vẫn mở to, đôi môi Văn run run. Nói cho Khâm biết, chính tao đã hạ con Hư này nhé. Viễn gọi. Văn! Văn! Đầu Văn nghèo sang một bên, yên lặng. Tia nắng đầu tiên của bình minh xuyên qua cành lá chiếu sáng gương mặt đẹp trai của Văn, và cũng chiếu những lớp da nâu của con mồi.
Chương 8. Trước lúc trời sáng, Khâm thấy sốt ruột, cứ chui ra rồi lại chui vào lều để khơi ngọn lửa sắp tàn cho sáng thêm. Lần cuối cùng bước ra thì trời đã lờ mờ sáng. Thấy thế, Khâm ngồi lại luôn. Ngồi ôm gối, mắt mông lung nhìn vạn vật lúc lờ mờ sáng. Lửa và khói vẫn uốn éo, cảnh trí đối với Khâm lúc này như hư hư thực thực. Núi với rừng bỗng có vẻ thu hút lạ lùng. Khâm lắng tai nghe, trong rừng chim muông bắt đầu lên tiếng. Tiếng gió thổi hòa lẫn với tiếng thác nước ầm ầm từ đâu vọng lại. Sau một đêm ngủ mê, rừng núi đã thức giấc. Khâm duỗi chân. Trời đã sáng rồi, sao đám người đi săn chưa trở về? Có tiếng động nơi lều, Tường Vi vai khoác chiếc áo ngủ chui ra khỏi lều, đang run lẩy bẩy. Lạnh quá! Tường Vi vừa nói vừa bước nhanh tới đống lửa hơ tay và bảo Khâm. Suốt đêm bộ không ngủ à? Khâm bồn chồn ném cành cây vào lửa. Trước khi họ đi, tôi có ngủ được một chút. Tường Vi nhìn những sợi nắng lóe ra khỏi đám mây xám. Họ chưa về à? Trời thế này mà cũng đi. Tôi biết chắc chắn họ sẽ chẳng săn được con nào cả. Khâm cười. Suốt đêm bồ cũng đâu có ngủ. Tôi nghe tiếng bồ trở mình mãi. Tường Vi kéo áo lại gài nút. Tôi ngủ không được. Lạ chỗ là tôi mất ngủ. Nói chi giữa rừng thế này, đủ thứ tiếng vang vọng bên tai. Khâm hỏi Tường Vi. Tôi chẳng nghe thấy tiếng súng, bồ có nghe không? Có lẽ họ đi xa lắm, hoặc không bắn phát nào cả. Khâm đứng dậy, đi tìm nồi nấu cơm. Tường Vi ngồi yên đưa mắt nhìn Khâm treo nồi lên giá lửa. Khâm nói, không hiểu sao tôi lo quá. Tôi ngại, không hiểu sao buổi đi săn này, sao tôi có linh cảm như nó làm sao ấy. Tường Vi nói lảng, anh Văn với Khâm kháng khích nhau quá, không vui chứ? Khâm nghiêng đầu chăm chú nhìn Tường Vi, rồi đột nhiên hỏi, bồ thấy anh chàng Viễn thế nào? Tại sao Khâm lại nhắc đến hắn? Tôi chỉ thấy hắn là một người đàn ông khá sành đời thế thôi, chứ chẳng có gì gọi là xuất sắc cả. Thế à, còn Văn? Khâm hỏi. Nàng lấy một cành cây nhỏ khơi lửa, mặt đăm chiêu. Tường Vi quay mặt lại nhìn Khâm. Tuy không nhìn ra những bất ổn trong lòng bạn, nhưng bỗng nhiên tim nàng đập mạnh, mặt nóng bừng. Văn thâm trầm hơn. Anh ấy là khe suối nhỏ, trong khi Viễn lại là thác nước to. Tôi nghĩ rằng, dù sao Văn mới chính là người có thể mang đến sự thoải mái êm ấm. Nét nhăn trên mặt Khâm càng tỏ rõ. Vậy à, nhưng sao tôi vẫn thấy Văn có vẻ làm sao ấy? Bồ không yên tâm à? Không phải không yên tâm, nhưng tôi cảm thấy Văn hình như lúc nào cũng cần được bảo vệ, cần sự chăm sóc. Cơm đã sôi, Tường Vi vừa mở nắp nồi vừa nói. Chuyện đó tự nhiên rồi. Bồ yêu, bồ thích lo lắng chăm sóc cho người mình yêu, nên mới thấy vậy chứ gì nữa. Khâm tư lự nhìn vào lửa đỏ. Bồ thấy đó là chuyện tự nhiên à? Vâng. Tường Vi nắm que củi đứng dậy nói tiếp. Bồ có vẻ không yên tâm. Tôi không hiểu bồ còn muốn nghĩ ngợi gì nữa. Anh Văn yêu bồ thắm thiết như vậy, thì làm gì bồ phải lo nữa. Tường Vi đi về phía chỗ để thức ăn, xách dao và lạp xưởng trở lại. Ngẩng nhìn trời, Tường Vi nói nhanh. Mặt trời đã lên cao rồi, chắc bọn họ cũng sắp về tới rồi. Chắc họ đói lắm, để tôi sửa soạn thức ăn đàng hoàng cho họ về có cái ăn ngay. Khâm ngắm Tường Vi. Vi, bồ đúng là mẫu người vợ hiền, ai mà lấy bồ chắc hạnh phúc lắm. Tường Vi cười nhạt. Thế à, tiếc là bồ không phải là đàn ông. Nói xong, nàng xách thùng đi lấy nước. Mặt trời đã chui ra khỏi mây, chiếc đĩa đỏ chói chang đánh tan lớp sa mù giữa núi.
thêm sinh lực cho những hạt sương động trên lá lấp lánh. Núi rừng đã thức giấc, mơn mởn như cô gái đang xuân. Lều trại, lửa khói lung linh dưới nắng. Bữa cơm sáng đã chuẩn bị xong xuôi, được bày trên khoảng đất trống. Ấm nước bập bùng theo hơi thở bung luồng khói nóng lên cao, đợi chờ những cốc sữa ngon lành. Khâm sốt ruột nhìn về phía đường mòn. Đến bây giờ mà sao bọn họ vẫn chưa về kìa? Tường Vi nói bâng quơ để Khâm đỡ sốt ruột. Đánh thức Gia Linh dậy không? Thế mà cũng đòi đi săn với bắn. Ngủ thế này, rưỡi đêm có cọp tha đi cô bé chắc cũng không hay. Chợt Khâm hét lớn. Họ về kia rồi. Khâm chạy ùa về phía đường mòn. Tự Khâm, Khâm cũng không hiểu sao, sao chỉ là một phút vấn nhau mà mình lại có thể nghĩ nhiều về họ đến thế. Từ trên sườn núi, có bóng người trượt nhanh xuống như vượn. Khâm nhìn kỹ, thì ra đó là một trong ba người thổ dân. Tay áo, ống quần của anh chàng đều bị gai xé rách. Mặt hớt hải, anh chàng đứng trước mặt nàng líu lo một tràng dài. Chiêu đô Lê Ta Huy, chiêu khinh Ba Tô Xua. Gì? Anh nói cái gì? Chiêu sô Lê Ta Huy, chiêu khinh Ba Tô Xua. Người thổ dân lặp lại, tay chân múa máy chỉ về phía sau. Càng thấy Khâm có vẻ không hiểu, hắn càng vung tay rối lên, ra dấu như người cầm súng, miệng la bằng bằng, rồi giả vờ nằm xuống. Khâm vẫn không hiểu, nhưng nhìn vẻ hớt hải của gã, nàng biết đã có chuyện chẳng lành, vội vã kêu lên. Tường Vi ơi, đến xem hắn nói cái gì này. Tường Vi đã đến đứng cạnh từ lúc gã thổ dân mới về tới. Nhìn cử chỉ của hắn, nàng đoán mò. Có lẽ họ bắn trúng con thú nào lớn lắm. Khâm hỏi gã thổ dân. Bây giờ họ ở đâu? Gã thổ dân lại nói. Chiêu khinh Ba Tô Xua. Rồi lại giả vờ nằm ngay đơ. Tường Vi đoán mò. 80% là bắn trúng heo rừng rồi. Có lẽ lớn quá nên họ khiêng không nổi. Khâm nghi ngờ hỏi. Thế chúng ta có cần đến phụ không? Nên lắm chứ. Tôi nghĩ chắc không phải thế đâu. Vì cử chỉ của hắn chẳng có gì là biểu lộ niềm vui cả. Mong rằng đừng có xảy ra việc không hay. Chắc không có chuyện đó đâu. Tường Vi cố nói, nhưng giọng nói chẳng có vẻ gì là cứng cả. Khâm lo lắng. Thế sao đến giờ này họ vẫn không về? Tường Vi bảo, hay là chúng ta đi xem. Nhưng rồi họ cũng không cần đi, và bóng dáng cao lớn của Viễn đã xuất hiện. Không phải chỉ có một mình chàng, vì trên vai Viễn còn có thêm vật gì. Qua khỏi tảng đá, men qua xuống sườn núi, rồi băng qua con suối nhỏ, đôi giày của Viễn lắm đầy bùn. Phía sau chàng, Hồ Như Vi và hai gã thổ dân lặng lẽ theo. Hồ Như Vi tay xách phi thử, tay kia kéo lết chú Hù. Anh Văn! Khâm hét to, mặt nàng tái xanh, mắt mở lớn. Viễn đứng trước mặt Khâm yên lặng. Trên cổ, trên vai chàng, mồ hôi đổ như tắm. Gai góc trong rừng đã cào nát một phần vai. Viễn đưa đôi mắt như thú tội, nói như van xin. Súng bị cướp còn, Văn đã hạ con hưu đó. Viễn nói không thành câu, và chính chàng cũng không biết mình đang nói gì. Đôi mắt Khâm vẫn trừng lớn, đôi môi run rẩy, bàng hoàng nàng tựa vào thân cây. Anh Văn chết rồi à? Khâm nghe có tiếng hỏi, nàng cứ tưởng rằng đó là tiếng hỏi của mình, nhưng thật ra là của Tường Vi. Không, Văn chỉ bị thương thôi. Vậy đem anh ấy đến gần lửa đi, tìm cho tôi hộp cấp cứu. Khâm, kiếm cho chai rượu cao lương đi. Tường Vi nói xong lập tức chạy về lều. Viễn đặt Văn nằm trên thảm cỏ cạnh lửa.
Khâm bước tới cạnh người yêu, nắm tay vàng, nàng vẫn còn run rẩy. Nhìn gương mặt tái mét nhưng vẫn đẹp, đang mê man, Khâm không biết mình phải làm gì. Chợt có tiếng hét phía sau, Gia Linh bổ tới nắm chặt vai anh hét. Anh Văn, anh Văn, anh làm sao thế này? Ngẩng gương mặt ràn rụa nước mắt, Linh nhìn Viễn rồi khóc lớn. Anh Viễn, anh đã làm gì anh tôi? Anh biết anh Văn không biết săn bắn, hồi nào tới giờ anh ấy có biết trò quỷ này đâu. Thế tại sao anh không bảo vệ anh Văn chứ? Hả? Anh là đồ tồi, anh trả anh Văn lại cho tôi. Tiếng khóc của Gia Linh khiến Khâm tỉnh trí trở về thực tại. Thân xác Văn nằm bất động trên nền cỏ, viên đạn trong lưng khiến cho máu cứ chảy ra làm ướt cả áo trong áo ngoài. Hồ Như Vi mang túi ngủ và chăn đến. Khâm nâng Văn nằm nghiêng trong khi Gia Linh vẫn thét khóc. Khâm bảo, Linh, đốt lửa cao lên tôi cởi áo cho anh Văn coi. Gia Linh nín khóc, quay đầu lại rụt rè. Chị Khâm, anh ấy chết chưa? Khâm cắn môi. Văn không chết đâu, anh ấy còn trẻ, đời sống không thể kết thúc một cách dễ dàng như vậy. Tường Vi mang bông băng vải và thuốc đến, rồi phụ Khâm cởi áo Văn ra, lấy túi ngủ đắp lên người chàng cho khỏi lạnh. Vết thương nóng bỏng, máu vẫn tiếp tục chảy. Tường Vi thở dài nói trống không, lấy giùm tôi miếng nước. Viễn mang nước tới, Tường Vi rửa quanh vết thương, dùng oxygen sát trùng, rồi rắc bột cầm máu và thuốc lên. Viễn nâng Văn dậy để Tường Vi bó vết thương lại, xong mặc lại áo cho Văn. Tường Vi nói nhanh, bây giờ chúng ta đưa anh Văn về bệnh viện mau đi. Nói xong, Vi chợt cảm thấy rã rời, nàng ngồi quỵ trên cỏ. Khâm hoảng hốt ôm bạn, Gia Linh gọi, chị Vi, chị Vi, chị sao thế? Tường Vi tỉnh lại, nụ cười khô héo trên môi. Không có gì cả, tại tôi không quen nhìn thấy máu nhiều quá nên bị choáng váng. Vi đứng lên lắc đầu trấn an mọi người. Bây giờ khỏe rồi, thôi chúng ta ráng nuốt một tí gì đi rồi xuống núi. Khâm nói, tôi không thấy đói nữa. Bồ phải ăn một tí, bằng không xuống núi không nổi đấy. Ba gã sơn cước đã thu xếp đồ đạc xong, Viễn yên lặng giúp họ chuẩn bị đồ đạc, rồi làm một cái cán tạm cho Văn. Viễn chăm chú làm việc, không để ý đến mọi việc xảy ra chung quanh. Khi xong xuôi tất cả, chàng bước đến cạnh Văn, rồi quay sang phía ba gã thổ dân dặn dò một đôi câu. Văn được đặt lên cán, Viễn với ba gã thổ dân khiêng đi. Viễn nói, tụi này đi trước đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Khâm cầm ly sữa trên tay nói với Viễn, anh chưa ăn uống gì cả. Viễn liếc sang, tiếp lấy ly sữa uống hết. Khâm đưa thêm miếng bánh mì. Viễn lắc đầu, tôi ân hận quá Khâm à. Nước mắt lưng tròng, Khâm nghẹn lời, tôi đi với các anh nhé. Tất cả cùng đi một lúc vậy. Hồ Như Vi đáp xong, dùng nước dập tắt lửa, vật cuối cùng còn lại của buổi đi săn. Cán Văn đi trước, Khâm, Gia Linh, Hồ Như Vi theo sau. Khâm quay lại nhìn đám lửa tàn lần cuối, những sợi khói còn vương vấn bên trên, khiến Khâm muốn chảy nước mắt. Đặt tay trên ngực Văn, nhìn gương mặt trắng bệch của người yêu, cổ họng nàng nghẹn cứng. Rồi vết thương sẽ lành, chàng sẽ hết bệnh, chàng phải sống. Một viên đạn nhỏ không thể kết thúc một cuộc đời dễ dàng như vậy. Khâm biết, nhưng mà bây giờ Khâm đâu còn là Khâm của những ngày trước nữa đâu. Việc xuống núi khó khăn hơn, nhất là khi phải khiêng theo chiếc cán. Đường hẹp, bước song song không lọt, sạn đạo lại yếu ớt. Qua một con dốc là một nguy hiểm đợi chờ. Trán, quần áo Viễn đều đẫm ướt mồ hôi. Mọi người đều câm như hến, ngoại trừ tiếng rên yếu ớt của Văn thỉnh thoảng vang lên. Khâm đổ rượu cao lương vào miệng Văn, luồng khí nóng chạy dài trong lòng ngực
khiến chàng tỉnh táo đôi chút. Khâm ôm lấy mặt người yêu nhỏ nhẹ. Anh thấy thế nào? Có đau lắm không? Vân chớp mắt, chàng đã thấy rõ người trước mặt. Khâm đấy à? Vâng, anh muốn ăn gì không? Đừng buồn anh à, đó chỉ là vết thương nhỏ, đến bệnh viện vài hôm sẽ khỏi ngay. Khâm trấn an, xé nhỏ từng miếng bánh mì đút cho chàng. Văn gật đầu nắm lấy tay người yêu, bàn tay của chàng nóng và ướt. Như một đứa trẻ, Văn sung sướng khoe khoang. Khâm, con hươu đó anh hạ đó. Chỉ cần một phát súng thôi đó Khâm. Nước mắt tràn ra mi, Khâm gật đầu. Vâng, em biết hết rồi. Con hươu, con vật khốn nạn đó khó bắn trúng được lắm. Khâm nói mà cổ họng như nghẹn lại. Thật trẻ con, bị thương như thế mà không lo, cứ mãi nghĩ đến con mồi đã bắn trúng. Văn tỉnh lại không bao lâu, lại mê man trở lại. Việc khiêng cán càng lúc càng khó khăn, nên sau cùng Viễn chỉ còn cách cõng Văn xuống núi. Mặt trời đang ngự trị vạn vật bằng sức nóng như thiêu đốt. Viễn thấm mệt thở, mồ hôi rơi trên mí mắt làm mờ cảnh trước mặt. Văn càng lúc càng nặng thêm, mà sạn đảo dưới chân kêu răng rắc như vỡ nát. Viễn cố bước thật vượt qua dốc núi, qua đá chồng, qua sạn đạo và gai góc. Áo đã rách toạc nhiều chỗ, tay chân rướm máu, đầu nhức như búa bổ, cổ họng khô rát. Mặt, chàng chỉ biết đi nhanh xuống núi để đưa Văn vào bệnh viện càng sớm càng tốt. Sinh mệnh của Văn đang nằm trong tay mình. Mãi nghĩ, Viễn vấp phải một rễ cây mọc ngang đường, chúi nhủi về phía trước, xém rơi Văn. Viễn cố giữ lấy thăng bằng, mồ hôi chảy như tắm. Viễn muốn té gục xuống, nên vội tựa vào vách đá thở hổn hển. Anh Viễn! Có tiếng nói dịu dàng vang bên tai. Viễn mở mắt ra, Khâm tay cầm ấm nước đang đứng trước mặt với đôi mắt lo lắng. Anh uống nước không? Viễn đỡ chiếc ấm, ngửa mặt lên uống ừng ực. Nước suối ngọt lịm, Viễn cảm thấy khỏe khoắn đôi chút. Khâm lại đưa thêm bánh mì. Vẫn giọng nói êm dịu. Anh ăn chút đi, bằng không làm sao chịu đựng nổi. Viễn ăn ngon lành, mắt vẫn không rời Khâm. Những sạn đạo chồng chất đá, đường núi dần dặc, đoàn người lầm lũi đi mãi. Viễn vẫn giành lấy việc cõng Văn. Chàng không muốn ai chia sẻ gánh nặng, cũng không chịu ngừng lại nghỉ. Dù đôi lúc mệt muốn ngất xỉu, nhưng Viễn vẫn tự hành hạ thân xác của mình. Đến khoảng 3 giờ chiều, họ đã về đến chiếc cầu độc mộc đầu tiên hôm qua. Thác nước vẫn ầm ầm, đá núi vẫn sừng sững giữa dòng. Hồ Như Vi bảo Viễn, làm sao đây? Một người qua đã là khó khăn, bây giờ lại cõng thêm một người nữa, làm sao qua được? Viễn đáp gọn, các bạn cứ qua trước đi, tôi ngồi nghỉ một lúc sẽ qua sau, không sao đâu. Đôi môi Khâm mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi. Ba gã thổ dân qua cầu trước để chuyển đồ, rồi lại trở qua đón từng người một. Đã có kinh nghiệm đoàn người qua một cách êm thấm, Viễn là người cuối cùng đặt chân lên tảng đá. Dù đã hết sức cẩn thận, Viễn vẫn bị trượt chân ướt cả ống quần. Tuy nhiên Văn vẫn được giữ chặt trên lưng. Bước lên cầu độc mộc, sức nặng của hai người làm thân cây trĩu xuống. Qua được khỏi cầu thì trán Viễn đẫm mồ hôi. Đặt Văn lên cán, Viễn ngồi phịch xuống thở phào. Gương mặt hồng hào bấy giờ đã tái ngắt. Khâm bước đến bên cạnh, trao chiếc khăn tay cho Viễn nói nhỏ. Lau mồ hôi đi anh, không nên hành hạ mình như thế. Việc cán Văn đã có mấy ông thổ dân đây rồi. Hơi thở Văn đã điều hòa, không có gì đáng lo lắng lắm đâu. Viễn nắm chặt chiếc khăn tay. Tôi không thể lạc quan khi thấy Văn trong tình trạng hôn mê như thế này. Có lẽ tại mất máu nhiều quá,
Viễn cắn chặt môi. Tôi ân hận quá. Khâm xúc động đặt tay lên vai Viễn. Viễn bà Hoàng sửng sốt với nụ hôn nóng bỏng vừa được đặt trên trán mình. Anh đừng nghĩ thế, không ai có thể trách anh được. Khi Khâm bỏ đi, Viễn vẫn còn thấy mình choáng váng. Ngồi nghỉ một lúc, mọi ám ảnh vẫn đè nặng lên vai. Ngẩng đầu lên, Viễn bắt gặp đôi mắt to đen của Gia Linh đang bối rối. Anh Viễn, sáng nay tôi lỡ lời trách anh bậy quá. Anh biết không, thấy anh Văn mê man, tôi hoảng quá nên chửi loạn, chứ chẳng cố tình. Anh bỏ qua nhé. Nói xong, cô bé trong lúc bất thần đã bắt chước Khâm đặt nụ hôn nóng bỏng không phải trên trán mà là trên môi Viễn. Cô bé tưởng rằng chẳng ai nhìn thấy, nhưng khi bước tới cành cây thì bắt gặp đôi mắt mở to của Khâm. Ama, tôi... Gia Linh đỏ cả mặt, không biết phải nói năng làm sao nên cúi mặt xuống nói trọng. Tội anh Viễn thật. Khâm nở một nụ cười khó hiểu rồi gật gù bảo, dĩ nhiên, chuyện đó không có gì đáng trách cả.